Chào mừng các bạn đến với Home Gym 500 triệu của Duy Nguyễn. Vậy thì Home Gym 500 triệu của Duy Nguyễn là những cái gì? Là những cái này đấy các bạn. Nó đã có mặt ở đây gần năm rồi đấy. Đây, stop. Thì vậy thì cái Home Gym của Duy Nguyễn sẽ được bố trí trong cái chỗ nào? Bố trí ở đằng sau kia, tí xíu Duy sẽ dẫn các bạn vào. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả những hệ máy của Home Gym nó đều nằm ở đây cả. Những hệ máy đắt tiền, trong đó có con Apollo 7400. Trong đó có những cái máy Smith nằm trong góc, máy Mid Core là cái hệ các bạn chưa thấy nè, bạn thấy nhìn đó không? Nó rất là phức tạp, nhìn không biết gì đâu, mã SXT550. SXT550 là những cái hệ Home Gym mà Duy Nguyễn dùng làm cái showroom để quảng cáo hoặc là làm một cái phòng Home Gym để tập. Wow. Thì một cái dự án khá lớn của video Home Gym của Duy Nguyễn nó sẽ là khoảng chừng 500 video. Wow. 500 video. Và đây là những cái cục tạ nè, những cục tạ của Home Gym, nó có logo của Túp Túp luôn nè các bạn. Tất cả mọi thứ đều là của Túp Túp nha, Mỹ Đế nha. Mà để ở đây nè, cái thằng khứa nào đi ngang nó nhó một cục là cái như toan mẹ luôn. Đằng sau trong đây, ở đây sẽ là khu cardio. Khu cardio nó thông ra cả phía sau, thông ra cái ô này, nói chung là một cái thiên đường cardio không thôi. Nó là thiên đường cardio không, khu cardio bên này sẽ rộng hơn cardio bên quận 9. Wow. Nó không có cái máy nào cả, máy nằm trên. Ở tầng trên là BBS với BA, nó nằm chung tầng luôn. Mấy chục cái máy nằm như vậy đó. Thì giờ nó phân khu phân tầng, mỗi tầng một chức năng. Nó sẽ có 4 sàn tập nha các bạn, 4 sàn, bằng sàn nào sàn nấy rộng chà bá luôn. Rồi cái khu mà Đạt đã đứng nó quay video chỉ về Duy, đó là cái Home Gym của Duy. Đó, Home Gym của tôi đó, 50m². Rồi mình sẽ đi vào khu Home Gym. Theo bài viết ở trên trang web BBT á, thì cái Home Gym 500 triệu nó có những cái gì. Thì Home Gym của Duy nó có những cái đó. Ngoài cái phần trang trí, vách, decor này nọ, sàn Duy chơi sàn gỗ nha các bạn. Sàn gỗ cho nó sang, lao cho nó sạch. Đó, và ở đây là những cái tấm kính bình thường thôi. Thì ở đây sẽ là máy Apollo để cái đây show up đi ngang, ta nhìn vô ta ghiền xuống tiền mua luôn. Đó, còn thằng cái thằng gì 550 hồi nãy gì mới nói đó, gì sẽ để ở đây. Đó, gì để ở đây. Đúng không? Gì để ở đây. Rồi cái phần này để cái gì đây? Cái phần này để cái máy chạy bộ. Đúng không? Hợp lý chưa? Nè, nó lại nè. Thằng Apollo 7000 nằm đây nè, 7400 nằm đây nè, rồi cái CTX nằm đây nè. Đó, thì phần trống ở đây là để gì? Một cái máy chạy bộ với một cái máy rô. Đó, máy chạy bộ đứng chạy ngoài nhìn gái đồ. Với cái máy rô kéo ra nhìn gái đồ. Vậy còn khu để gì? Để một cái power rack. Một cái power rack nhỏ. Không phải là power rack ở trong phòng gym, một cái power rack của Duy. Nó cũng mắc lắm, mà nó khi lên hình thì các bạn sẽ biết thôi. Khu để cái gì? Để cái cây trống. Khu để cây trống. Khu để cây trống, khu này để là cái máy power rack để tập gánh đùi, tập deadlift, tập những bài nặng. Rồi cái chỗ này là G-Lock cao su, chỗ ngoài đây G-Lock thảm. Đó, ở đây có một cái máy chỉnh độ dốc đẩy gần dumbbell. Thấy không? Vậy là phòng gym của tôi đủ rồi đó. 500 triệu tập cái gì cũng được cả. Khẳng định với các bạn luôn, 500 triệu tôi tập cái gì cũng được. Đó. À, còn một máy mà Duy quên nói. Chết bà rồi, giờ có máy đã bỏ đâu ta? Cái máy đó là cái máy dạng như Smith mà mít góc. Nó bỏ hay bỏ trong góc cũng được, không lẽ bỏ đây. Để thôi thực tế đi, không dám nói trước, thực tế đi để mình bố trí cho nó hài hòa. Đó. Và cái chỗ này là cái gì? Cái background của Duy. Duy Nguyễn Home Gym. Background các bạn. 4 nhà 2 xe. Đây là background. Để chi? Để mình chụp hình ngạo nghễ. Để chi? Mình đứng mình tập, mình nhìn thấy mình, thành công của mình. Để mình từ đó mình duy trì, mình phấn đấu để mình có được cái sự thành công tốt hơn trong cuộc đời. Còn đây là cái vách ngăn. Vậy thì vách ngăn, ủa vậy vách ngăn để làm gì? Vậy khách ngoại vô tập được không? Cho nope. Home Gym tôi vô tập gì không nổi. Nhưng mà cho PT. Nó vừa là Home Gym mà nó vừa là PT Only. Kết hợp 2 trong 1 mà, tôi làm tôi không có lỗ đâu. Tôi làm không có lỗ, thấy không? 2 trong 1. Vừa là Home Gym mà vừa là PT Only. Thì bạn muốn tập trên đời này, các bạn muốn tập được cái máy mà Apollo 7400 á, thì bạn chỉ có cách bạn mua vé PT thôi. Đúng không? Chứ giờ tôi nói thiệt, cái máy mà Apollo 7400 200 triệu một cái đó, các bạn có dám bỏ tiền ra mua trên nhà bạn chân không? Sao dám? Nên linh hồn của Home Gym nó sẽ là cái vị trí ngay đây. Nói chung nó sẽ đẹp lắm, nó sẽ thể hiện một cái sự gì đó mà tôi rất là mong đợi. Đó, và đây là cái sàn tầng trệt. Tôi thực dụng lắm các bạn. Tôi thực dụng lắm. Ngày trước tính làm bà Mia đây nè. Sao mình nghĩ lại úp clip pizza lên, trẻ trâu nó coi cá nùi luôn, không có tiền. Thì suy ra làm bàn pizza là lỗ. Bỏ bàn pizza luôn, giờ bỏ máy chạy bộ luôn. Bỏ máy chạy bộ vô đây, chạy này kia để mình lấy tiền thôi. Còn cái Home Gym tôi nhồi sọ này nha. Chuẩn bị nha, tới màn nhồi sọ của tôi nè. Từ ở dưới đây, tôi dứt ở đây là bất kiến.
từ ở đây tôi dứt lên trên là cái tủ súp. Giống mình Bình Tân á, giống mình Bình Tân á, đó là tủ súp nó chạy một đường dài thòn luôn. Rồi ví dụ như qua bên này đi, qua bên này là khu radio đúng không? Thì cái này á là bây giờ để tủ súp luôn, cái này để tủ súp luôn, rồi cái này để kiến, kiến nhưng mà cái tủ súp trên đầu. Nói chung á, cái tầng trệt của BBT quận 7 á, nó nhiều chức năng lắm bạn. Vừa là lễ tân, check in, home gym, cardio, rồi thiên đường súp. Wow. Nói chung là cái gì nó cũng dòng về gym với súp hết. Bởi vậy trên cái bàn lễ tân nó sẽ có chữ BBT SG. BBT SG, bàn lễ tân cái này nó sẽ khác, nó sẽ phong cách hình vòng cung của bàn lễ tân Bình Tân. Nhưng mà nó là thực dụng hơn, nó thực tiễn hơn, đập mặt vô, vô đây là phải ối tiền nhồi sọ. Đó là cái thiết lý, thiết kế phòng gym của gì. Mà tôi thực dụng tới cái mức này nói nghe bạn sợ luôn. Nè, ok, chỗ này đúng không? Bình thường là chơi là chỗ này là lấp cái cửa rồi đó, lấp cái cửa kính lại để chi, để rồi lối đi hành lang thôi, thang máy đi ra, thang bộ đi xuống đồ. Giờ tôi cảm thấy nó không hợp lý nữa, tôi bỏ luôn, tôi để luôn, tôi đi ra ngoài đây tập luôn. Cái chỗ tôi lắp cái cửa lại, đó lắp cái cửa lại. Bạn đẩy ra để vô chỗ này, bạn đi thang bộ lên. Còn đây là thang máy, đúng không? Bây giờ mục đích chính là bạn đi thang máy đi. Rồi đi thang máy cho nó xịn sò, máy lạnh nó phà cho nó mát người đồ. Xong rồi tôi để cái bàn nước ở đây, tôi để 2-3 cây nước ở đây, đỡ tốn chỗ phòng gym của tôi. Thực dụng tới mức vậy đó bạn. Tại vì tôi khi mà tôi làm phòng gym quận 9 rồi, tôi mới hiểu được cái giá trị là tất đất tất vàng. Tất đất tất vàng này bây giờ ví dụ phòng gym mình làm về mình bỏ mấy máy cỏ vậy nó ổn. Thì cái bà nó cứ để từng cái máy sẽ là một cái máy xịn, đồ mỹ đế đàng hoàng. Đây nè. Nó home gym tôi không đó nè, từng cục là home gym tôi không đó ba. Nằm rải rác nguyên đống đó. Nguyên cái đống này lắp ráp vô đầy nọ kia là nó sẽ ra một cái home gym. Và khi mà lắp ráp những cái video, những cái máy tập home gym á, thì sẽ có những cái dự án thêm lắp để coi các bạn quá trình hình thành nỗ lực này nọ kia. Nói chung tôi đứng đây tôi rất là tự tin và tự hào. Sau này tôi giới thiệu cho khách hàng đến với BBT quận 7, tôi trình bày được hết tất cả mọi thứ, mọi cái góc ngách, mọi cái thiết kế, nó đều có một cái ý đồ, nó đều có một lý do của nó. Năm nay là năm 2020, đối tác nó tới không được tại nó bị Covid. Nhưng mà 2021 đó, sẽ có nhiều phái đoàn đến thăm BBT. Và tôi sẽ dẫn qua BBT 7 tầng nhồi sọ, từng tầng toilet yoga này nọ, tầng trend, tầng này tầng kia. Và cái tầng cao nhất, cái tầng cuối cùng là tầng event. Event Center, một cái dự án ấp ủ cả chục năm của tôi rồi. Một dự án ấp ủ cả chục năm mà nó sắp thành hình ở BBT quận 7, Event Center, địa chỉ 102 Đinh Quốc Hoàng, phường Bình Thuận quận 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tôi rất vui làm video giới thiệu nhà của tôi đến các bạn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Khi mà nó có gì thay đổi hay là có gì đó mà có dịp tôi qua đây nữa. Lâu lâu mới qua đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi.